trần thế vui mừng sinh nhật chính như Mẹ Maria. Mẹ là đấng cứu mang con nguồn của Thiên Chúa, nguồn thánh ân cao vời. Mẹ rằng người vinh quang xuân thân từ hoàng cung David, Chúa cho mẹ chào đời khắp trái đất tràn hòa an vui. Mẹ ngầm tràn quang minh chiếu soi từ mặt trời công chính. Chúa yêu thương trọn mẹ cho nhân loại hưởng muôn phúc vinh. Hôm nay trần thế vui mừng sinh nhật chính như Mẹ Maria. Chúa nguồn thánh ân cao vời, Mẹ là đấng cứu mang con nguồn của Thiên Chúa, nguồn thánh ân cao dấu yêu. Dẫu biết rằng những vòng hoa chúng con dâng kính mẹ không thể nào cân xứng với tình yêu mẹ đã trao ban cho nhân loại, nhưng đó là kết tinh của những tâm hồn yêu mến mẹ. Hiệp với những tâm tình đó, cộng đoàn chúng con xin dâng lên mẹ chàng chuối mân côi, chàng chuối gắn kết chúng con với mẹ và với Chúa. Chúng con nguyện mẹ cầu cùng Chúa ban cho giáo xứ chúng con luôn được bình an trong vòng tay mẹ, cùng với lòng thương xót của Chúa. Nguyện mẹ đón nhận. Chào Mẹ Chúa hiền vinh, kính chào nữ
hữu canh lầm than. Kính dâng lên mẹ cho tin yêu đời dẫu phong nhiêu. Tình của mẹ hiền trong tình Chúa yêu thương con. Hân hoan mừng kính